bay qua như ai đang ninh một chút sương. Mùi vị hương xưa thân quen nghe xa thơm ngát hương. Và ăn nam mang vị ngon đi khắp bốn phương. Nấu tại nhà qua đậm đà chẳng phải ra đường. Mùi hương nơi đâu bay qua như ai đang ninh một chút sương. Mùi vị hương xưa thân quen nghe xa thơm ngát hương. Và ăn nam mang vị ngon đi khắp bốn phương. Nấu tại nhà qua đậm đà chẳng phải ra đường. Trên con đường đi ăn sáng mà thấy chắc trở gian nan. Nhưng không sao, ẩm thực mới có nước cốt phở an nam. Chút bánh phở, chút thịt bò rồi mình cho thêm hành. Chút vào nồi 5 phút đồng hồ là xong một tô ngon lành. Mùi thơm không, giống vị vừa xưa không. Xoạt ra ngay, cảm nhạc cùng trông mong. Cùng nhau ăn, tình cảm lại đi lên. Chất tượng là số 1, ăn 5 phút bây giờ được ghi tên. Tiện lợi, tiện lợi. Chất lượng an toàn. Đặt gạch, đặt gạch. Xin phải ngay nha. Chân chư, bỏ lỡ phơ ngon nè. Cảm xúc được đưa về là mình nhớ phơ xưa nè.